Thì ai qua vậy? Đó. Ai vậy? Trời ơi, trai đẹp chứ Phong. Trời ơi, sao hôm nay mặc đồ bếp nhỉ? Trời ơi. Thấy em mặc đồ không? Như bếp vậy. Xuất sắc không? Được. Anh, hay tin gì chưa? Hay tin gì không? Lấy Leon hả? Không có. Trời ơi, em lấy... hai người mặc đồ giống nhau lắm nha. Một cặp. Ôi chết cha, hôm qua bảo nó rớt mẹ nó cái tranh cũ của con rồi Út. Lại lên lấy cho. Ôi chết cha. Ôi trời ơi, nó rớt cái tranh luôn nè. Gãy luôn rồi kìa. Trời ơi, chế Phong gì là anh có công chuyện làm rồi. Không có đâu, anh chỉ dựng lên giùm em thôi chứ không làm gì đó. Ôi anh làm giúp em đi. Thay cái khung thôi. Ôi, thay luôn khung hả? Cái này không làm gì được, mình chỉ mở ra từ từ rồi mình thay. Trời, anh biết cái tranh này á, cái cô này có mua nhiêu tiền có tặng em không? Đừng có giá trị. Ê nè, đây nè, không, nhưng cái mà giá trị là cái lòng người ta dành cho mình. Biết rồi, nhưng mà cái tranh này cô mua nè là 335 đô đó. Mà rớt bể mẹ rồi, chết cha su cà na. Nó gãy. Đâu, có cái giám sát không làm luôn. Trời ơi, nó chắc nó động đất. Út, mấy nay có động đất rồi. Có kêu cảnh sát không? Động đất là chắc phòng cô động đất hay gì vậy? Không, phòng em là nó yên nguyên từ trước giờ, không bao giờ có cái vụ động luôn á. Em cũng cầu nó động lắm á Phong, mà nó không động con mẹ gì luôn á. Ở đây nè, rồi đây. Anh nè, con được nè. Nhưng chiều lên nó rơi. Trời ơi, Phong ơi, sao cái số anh lận đận quá, anh qua nhà em là có chóp làm rồi. Chưa thấy ăn uống gì mà nói gì hết rồi. Có không, có cách ông cứu em đi. Trời ơi, cái tranh này cô tặng em quý lắm. Cô tặng sao mà hai cái hình này có hai người con gái. Cái Leon nó mới bài bàn nó nói trời ơi đời bà gì là không Leon có trai à. Vô nữa rồi toàn gái vô là. Đâu này Leon sau này nó đi Thái Lan về nè. Đó, đây. Đó, cô sau này cô xuống vậy thôi đó. Dạ, em đổi sáng Leon đấy là Leon, này Leon tương lai hả? Hai chị em sắc đẹp như nhau luôn. Ồ em nói anh nghe thì Leon nó đó bà treo cái hình này trong nhà, người ta đồn bà ô môi đó bà nghe, tại vì trong nhà không có tráng sĩ mà chỉ có hình gái không. Đúng, à. Thiếu Vân Thiếu Kiều đó. À là coi như là Leon sau này về già là sẽ mặc đồ gì ở với em không? Đi Thái Lan. À. Mà đi Thái Lan xong mà nó bị cái gì đó xong mới chuyển qua Hàn Quốc. Hàn Quốc xong Thái Lan, Thái Lan trả về không có cứu trả được. Trả về có Hàn Quốc cũng được, cái chuyển qua Trung Quốc. À. Rồi Trung Quốc mới đưa lại Việt Nam, rồi Việt Nam trả qua đây. Ủa, nét Leon cũng đẹp. Mấy mẹ em thấy giống hình không? Nhưng mà nét Leon làm gái cũng đẹp nha. Cái anh đừng có chê bai. Nét hả? Ờ. Leon đâu có bự gì mấy cỡ voi à. Nhưng mà Leon làm gái em nghĩ hay chắc quá. Đẹp. Con gái quá. Leon đó anh thấy không? Nó giống bà nó y chang, đẹp rồi quá nha, trời nha. Luôn. Bây giờ chỉ cần một cái cho nó vô vậy nè. Chứ băng keo là xấu lắm. Bây giờ mình kiếm á. Vậy nè. À, nhớ cái kẹp giấy không? Có. Bắn có lại mạnh á, bắn bành. Có luôn. Bắn cái bành hay phải là giữ nhưng lại. Nhưng mà nó hư cái tranh. Không hư đâu. Không, giờ anh lấy keo không. Anh em. Trời cũng... ơi, anh làm cho bao nhiêu người treo lên rớt hoài mà. Yên tâm. Chó khốn nạn chứ sợ. Treo lên xong rớt hoài, khốn nạn. Anh ơi, anh nghe tin vụ gì nữa chưa? Cô sắp lấy chồng hả? Không có, cái lều sau nhà sân nó sập mẹ rồi, ông ra ông dựng lại giùm tôi. Cô kiếm tiếng khác, nó đừng nói tiếng Việt, tôi không hiểu đâu. Bảo Santana hôm qua nó tới đó. Bây giờ cô biết tiếng chàm không? Cô nói tiếng chàm. Khuya qua là nó sập sàn luôn, tôi với bà Út ra mà không dám làm gì, phải chạy vô ngủ tiếp á. Nè, mém gãy luôn nè Nga. Đó, nứt luôn nè. Trời ơi, động đất mà, con hay lì em ở trên phan phan nó nói chị Nga với Cali động. Ủa, em tên tiếng Mỹ luôn hả? Hay tiếng Mỹ vậy? Nó tên đọc hay lì, nó nói chị Nga ở trên em động đất dữ lắm, dưới chị có động không? Nó trời, dưới chị yên nguyên, không ai động gì cả. Chị cũng không ai động cho chị. Chị vẫn yên nguyên trinh trắng như ngày nào, không ai động, không ai làm gì hết trơn. Ha, không nhận xuất sắc ha. Xuất sắc không? Đẹp quá em. Ừ, đẹp không? Thôi bây giờ con cắt sẽ không rơi nữa. Với điều kiện mình phải gia cố nó. À là mình đóng cái bợ ở dưới, cái bợ dưới đúng rồi, chính xác. Hay đó Phong. Nhìn thấy dáng bén quá. Bén không? Bén quá bén, tôi nói thiệt á. Leon qua là sốc liền. Chưa bao giờ thấy ai mặc bộ đồ nào mà đẹp như hả? Ai mặc vậy đó, tôi nói thiệt. Ôi, người ta mặc đồ LV Louis Vuitton. Đúng rồi. Hiệu làm vườn. Là mà Leon cái chê. À. Không nghe em mặc lên đẹp không, hơi lùng chứ thôi. Đâu, cô cứ nhón đi, bình thường đó, nhón đi, rồi nè. Là 6 đồng nha cả nhà. Còn đôi giới này, đôi dép 8 sen là bà nội. Đôi dép 6 đồng, đôi giới 2 đồng là 8 đồng. Là tổng cộng là 1 đồng 8 đó. Thôi, cái đôi giới này là 4 đồng 99 sen là 6 đôi. Bây giờ nè, tôi nói là tổng cộng nè, là đôi giới với lại đôi dép là 8 đồng. Ừ. Mà bây giờ ai trả 1 đồng 8 là nó bán liền đó, hiểu không? Chân nó đi nhiều nó nứt. À, đây. Còn bộ đồ này thì thôi hiển mà. Mọi người hiểu đó, đồ này biết mua ở đâu rồi phải không? Đặt riêng cho Thúy Nga Mai nhưng bữa Leon nó nói. Dạ, Phong vui lắm, bữa hôm chả đi chợ Phú Thọ đó. Cái chả thôi nha. Anh mới thấy mấy bộ đồ của em nó nằm trong chợ Phú Thọ nhiều lắm. Chụp
hình cho con coi chứ. Thì đúng rồi, tôi mua số lục thọ nhưng mà hàng hiệu, hiểu không? Ừ, đúng rồi, hiểu. Ê, ủa sao tao rắc hành vô liền vậy? Cũng kỳ vậy. Thì để đây con đừng có quậy, ta rắc lên. Ở vậy hả? Ta biết đâu, thì con cũng làm cho người ta biết là con có làm gì. Nó có bán mấy bộ đồ bây giờ hiệu mà rẻ tiền luôn. Mặc vô rất đẹp luôn. Hiệu nè, Pepsi nè, hiệu Coca-Cola nè, nó rồi hiệu limonade, rồi hiệu các kiểu, cho thấy nó mặc chưa? Chưa. Nè, mặc rồi áo vậy này, gắn chữ Pepsi cũng hiệu vậy. Úc, giờ làm luôn được không? Được, đi ra đi. Đỏ bụng quá. Môi đỏ quá. Ê, nhưng mà cái cá chiên chưa có vàng. Nè, vàng nè, này. Môi đỏ quá nha. Ờ, thì sáng nay... anh nói em môi đỏ mà bên đây nhét môi mới kìa. Môi tôi đỏ tự nhiên, còn bà xăm hẳn màu đó luôn đó. Ghê vậy, xăm thiệt hả? Xăm để khỏi đánh. À, sáng nay chúng ta sẽ ăn bún cá. Và bây giờ Nga sẽ lấy bánh bột lọc Huế lên hấp. Hôm nay chả ốc thì chưa có, nên là anh ăn tạm bánh bột lọc mấy cái đi. Ừ. Coi coi bánh bột lọc đây có không. Rồi. Cái xấu của anh em lấy về rồi nha. Đã quá. Vài hôm mà... 5kg hay 7kg? 5kg không? Không biết nữa, nó nói nó nhận chứ có biết được nhiêu được đâu đó. Nè. Được không? Thấy vui không? Vui. Xôi bột làm á, trời cái xôi này ngon lắm luôn á. Có thu gô được không? Trời ơi, không có, con thấy rồi mới nè. Có thu gô được không? Nó y chang xôi gì, xôi thật hay xôi gì? Mà mình đi mua ở ngoài. Nhưng mà bà Út bà nó ngon hơn. Là trong này nó có... À xôi lạp xưởng? Chính xác của bà ta em chị. Trời ơi, có tôm nè. Xong có thịt thịt gà Út. Không, nó xong này bà làm hết một cái nồi bự hồi đêm qua đó. Khuya qua 1 giờ mới xong. Rồi cô bán hết hay gì? Không, bà ăn để cho em lên ký bằng mã, hiểu không? Bà cũng ít ác lắm. Mà ngon lắm nha. À, mình bỏ mai quay 1 phút con Út. Không tới phút đâu, nửa phút. Nửa phút à. Không, phút đi. Phút ăn mới ngon chị ơi. Trời ơi, nửa phút quá nấu như nướng rồi nó. Trời ngon quá vậy, bún cá luôn á nha. Cái ớt cay nhất thế giới đó nè. Không, đừng, cái, bữa tôi ăn xong về tôi bị đau bao tử rồi. Ê, tôi không ăn được nữa đâu. Nhà em nó lên nè, nó được 2 trái nè. Em mới cắt cho Leon hôm qua ăn bún cá nữa. Để đem mấy hạt anh về anh gieo được. Đây nè, có hột hay sao đó. Rồi. Nè, hôm qua Leon nó ăn nó chửi em quá trời. Nó nói trời ơi bà nghe, bà có. Ác cho tôi quá. Đưa cho anh mấy cái hạt anh về anh gieo nha. Em nói là tại đồ ăn cũ quá, rồi bỏ ớt cay cay cho nó dặm nó bán, bán. Cái mùi dở, hiểu không? Trời ơi, người ta đứng đây người ta quay chửi, người ta quay cái môi mà ngộ quá à. Ta đang review cái môi. Em làm nó đậm quá mà. Không có chị đâu, cái trang chị vậy. Ôi, chị có nói là hôm nay lỡ, chị có một màu son chị xài cả đời chị, em biết trời mà. Cái son đó chị đâu có thay đổi đâu. Chắc tích. Ừ, không phải son. Trời chắc tích rồi đó hả? Ôi, may là có Leon đây nó giật cho chết luôn á. Qua tới giờ nè. Trời ơi, cháu tôi mà lấy giật tôi gì. Có mấy chị giặt tôi thôi. Giặt cái chị trời đó ngon quá à. Nó ăn ớt này nè. Đâu, con thích ăn ớt này lắm. Hôm qua cắt mà Leon nó chửi quá chửi luôn. Nó ăn xong nó cay quá. Cay mức ngon. Không, nhưng mà tại vì Leon không biết ăn cay thôi chứ em ăn được. Mà hấp cho gia đạo chúng ta chả ốc dài phải không? Ba cây dài như của Leon với lại Chế Phong nha. Thứ nhà cây Chế Phong cây Leon cây đi. Cái rau hấp dẫn quá ha. Để cho xong. Ý quên nữa, chưa chiên chả cá nữa. Trời ơi, ăn bún cá mà không có chả cá kìa. Không mà có cá hồi được rồi, Út có gì được rồi. Thôi mà chiên ăn chơi đi Út. Ờ, chiên chả mực đi. Ôi, chiên chả mực Hà Nội của anh kìa, bữa em ăn bịch rồi, ngon quá trời. Ngon quá quên, xuất sắc. Dỗ chiên thêm cái chả cá đi, con ăn vả. Chả cá chả mực á. Ngon ha. Ăn xanh hơn quá. Mỗi lần anh về cái là làm giống như Út vừa về vậy đó. Tôi biết là chốt mà thứ hai tôi được nghỉ. À dạ, nắm được luôn rồi. Bởi vì ông Chế Phong hay nha. Con còn nhớ cho ông Phong là ông để ý từng liên tí nữa. Quỷ. Chín rồi ha. Chín chưa? Chín là chín rồi đó. Nó coi coi. Đâu lẹ vậy? Chín nè. Trời ngon quá. Mọi người ơi, đây là chả ốc với lại bánh bột lọc vừa xong. Ngon không anh? Xuân xong. Quá ngon. Ủa Leon làm gì lâu vậy? Đó, trời ơi. Trời linh quá. Vừa nói xuất hiện liền kìa. Leon linh quá. Leon. Leon thiệt. Leon thiệt. Hello. Rồi sao không nói tôi đeo kiến nha. Quỷ mèo. Ủa sao vậy? Ủa trời, không đeo kiến cũng đẹp mà. Mình là select, mình phải làm rừng rậm. Trời ơi, lần nào tới cũng gặp ông ăn ké. Trời, nhà vợ ông nấu ăn hay sao vậy? Trời, qua Mỹ là tìm tự do chứ không phải tìm ăn đâu trời. Hả? Leon, nay mang gì qua vậy? Nè, bữa đi mua đồ bên Amsterdam nè, bây giờ mình đập hộp đi chứ không để giờ đè ông này xuống đập hàm răng ổng.
Ủa Leon, Vinh nó có quà không? Nghe đồn là mới đi show Teletron về đó kìa, có chị Ngàn nữa kìa. Hàng chi Út về là cái ông này ổng nghe mùi liền à. Thì bởi vậy, bởi vậy sữa răng chứ bột sữa có lỗ mũi sao thính quá vậy mẹ. Ăn không? Ăn không? Leon bé mới hết. Nghe đồn mới đâu về mà. Ủa sao mấy người không tới sửa cái bức tranh đi? Ăn là có đây, bức tranh đó hồi đêm qua đó Leon bảo mà nó rớt cái tranh nó rầm gãy luôn. Tại biết sao không? Cái tôi điềm, nói thôi. Cái điềm. Nga nói lại Nga. Tranh cái không cái điềm hai con bánh bèo là nhà này không có chấp nhận. Phải có một đứa con trai một đứa con gái. Ông đó Leon không biết hả? Mới nãy lên chế Phong bàn luận rồi. Này là hình này là cuối đời Leon vợ với Nga mà mặc đồ vậy luôn á. Thổi sáo là bà chế Phong nó tôi không. Hỏi kèm thôi chứ tôi không biết thổi sáo đâu. Con thổi sáo là Thiên Nga, con nhỏ đứng là Leon. Anh đó, anh đang đứng chờ Út nấu ăn đó. Đó là cô đi qua Thái Lan, cô làm xong. Không, không, em xong là... cô đi qua Korea. Korea nó không chứa cô, nó chuyển cô qua Trung Quốc. Trung Quốc nó mới trả tiền được. Vậy sao cái thằng thổi kèn không phải là tôi? Đâu, thổi sáo là con Nga nó có biết thổi. Nó, do đó nó mới đi diễn kịch chứ nó mới thổi là nó làm ca sĩ rồi mẹ. Không, Nga thổi sáo. Nó biết thổi, trời thổi bao nhiêu người tôi biết, bao nhiêu người nó quen đều nói nó không biết thổi. Người ta bỏ đi tìm nhạc sĩ khác để học luôn tại con này nó không có biết thổi kèn. Nga không học khóa thổi kèn cho Nga đi biết thổi sao? Không, nó không biết thổi con mẹ gì hết. Có. Trời ơi, thổi cái bong bóng bớt đen cát mà nó còn không biết mà ông nghĩ sao mà kèn với sáo nó thổi được. Cái này là tôi nghĩ là cuối đời ông là người thổi đứng thổi kèn đó. Tôi nghi mà. Không, Leon, vậy là chế Phong thổi sáo. Bậy. Tôi sẽ vẽ thêm cái kèn ở trên cho Leon. Leon rồi là cái con nhỏ ngồi đó đó. Không, tôi là chắc cái đứa mà đang đứng chụp hình hai mẹ đó. Chứ không có ai hết trơn á. Tôi là đứng dưới cầu thang chụp hình hả? Tôi nghi ông Chế Phong là thổi kèn từ nhỏ tới lớn. Tôi đã nói đó rồi, đó là Thúy Nga ngồi đó, Leon đứng là cái dáng giống không? Nè, Nga em nhìn nó. Ông nghĩ cái dai tôi có sự lơ vậy không? Không, qua em qua tới 4 đời lận nha. Đầu tiên là qua đời Thái Lan là một. Sau đó nó chuyển qua nước hay qua đời? Đi qua cái đời nước đó, đời đó để làm đi lại qua cái nước đó thẩm mỹ lại đó. Đời đó mà cái này tốn còn hơn con làm thánh trì. Đây nè, đầu tiên là này 3 tỷ đâu nha. Đầu tiên là em qua Thái Lan thì cái dai em ngang vậy nè. Ờ cái nó dọn nó gọt dai chưa? Hả? Cái bắt đầu em qua tới Hàn Quốc cái dai nó xuống dài. Ờ. Cái Hàn Quốc nó chuyển em về Trung Quốc, Trung Quốc nó mới xuống tới đây. Xong từ lúc mà trả em về Việt Nam là em sụi luôn tới đây. Em tưởng là em hiểu nhỏ đây nè. Em tưởng là em về nhà này em ở em đi gánh ba cái sầu riêng với măng cục với sầu dai em bị xệ. Đúng rồi. Nè hai ngón tay chỉ Nga đúng chuẩn luôn không? Ờ ngón tay chỉ Nga là nào nó đẹp. Màu đúng màu luôn Nga, đây nè. Đúng màu luôn nè, đây nè. Nè. Đó, bây giờ là em sẽ vẽ thêm cái hình của Chế Phong vô đây. Rồi Leon thì yêu cầu là Leon thích thổi kèn nên em phải vẽ cái kèn vô cái miệng Leon nữa. Không phải, Leon nói thay vì nãy Leon nói là Leon là cái người đứng chụp, anh không phải chụp mà anh là phát họa lên cái này. À, anh là cái người vẽ lên cái này cho tương lai của em và thôi. Leon. Vậy okay. cũng mừng you cũng know, mừng à, đây là một bức tranh mà rất là antique cổ điển nhưng mà qua em mà nói bà tịch luôn á, tịch mất tức luôn á. Antique, trời ơi nói tiếng Anh antique là giống như cái bức tranh đó em tịch luôn á. Cái bức tranh antique đã trở thành một cái câu chuyện ngụ ngôn của năm 2000 đời sau nha quý vị, nó rất là đâu có. Ủa anh theo ông Chế Phong, anh Chế Phong anh lỡ anh ăn ké đi chứ em thấy anh bàn gì mà nó không vô rồi đó. Ăn mà không hết Út ba buồn bả muôn con mày. Tôi đang ăn như tại mấy người nhiều chuyện đó. John, cái lều tôi sau sập mẹ luôn rồi đó kìa. Đó anh Phong, nhưng của anh không có giảm, của anh nó chỉ xúc một vài cọng dây thôi. No non sinapa. Nhưng mà của anh Phong á, làm là anh nói là 6 tháng sau mới bị thì giờ là khi nó giòn á nó mới rớt tẩy đó bằng ni lông mà nắng mưa đó. Mới 3 tháng mấy à? Mà mới chưa đâu. Vậy là phải siết lại đi. Cũng gần tới ngày rồi đó Phong à. Vài bữa mùa lạnh rồi khỏi ra làm luôn. Lạnh leo lên đi rồi biết cái cảnh. Anh Phong cởi áo thằng Phong. Ai tặng em vậy? Của coach á. Ủa sao áo BD vậy? Bà mẹ bà Nga bà cái áo tại vì kia BD. Áo này cho tôi. Ê, cái áo này mua châu Âu phải không? Đẹp không? Đẹp. Thiêu đó nghe chứ không phải in đâu nha. Ê, cái con nhỏ này áo đó là cho tôi đó. Cái này là em nè, con Nga nó đại đi em nè. Này là con phù thủy nè. Mỗi lần nghe xuống là nó có chuyện sai nè. Không có nha. Nè. Hồi đó tóc tôi dài vậy đó, mà nó làm riết tôi vậy đó. Sởn tóc luôn. Đẹp không? Có đại gì đâu Leon. Duyên không?
Hôm qua chị có đi coi phim hả? Dễ thương. Trời ơi, đi coi phim ma. Mà ở trong đó tôi không nghe cái con ma nó hù, mà tôi chỉ nghe con đi sầu riêng nó bán thôi. Vô tới phim cũng bán sầu riêng luôn hả? Ủa, người ta cho nghe điện thoại hả? Ơn nha, tôi chọn ba cái ghế, tôi với con cá với mấy người là ngồi. Anh biết ba đứa không ngồi chung một hàng, mỗi một đứa rải rác giống như mà anh rải mạ để cho nó mọc vậy đó, không có đi chung. Vậy là rạp đông lắm không? Đông teo không? Đông. Đông teo không? Đông mới không có chỗ ngồi chung nhau á. Đông ngồi mới đến rải rác này, dưới đây là ma người ta cũng là mà mọi người bãi rồi. Chị mấy thùng chị ngày mai ơi, chị nhắn đi để em ship cho. Nó không có một cái cảm giác là con ma tới luôn đó bà. Trời ơi Út, trời ơi, bao nhiêu người hết hồn. Mà nói ok chị, giờ chị cứ nhắn đi, bây giờ em đang coi phim chút nha chị. Rồi chút, ôi chị mấy thùng chị, để ngày mai em kêu siêu nhân gửi chị. Trời ơi, nó không có một chút xíu cảm giác với con ma luôn. Không, mà xong, cuối phim đứng dậy, ủa thấy nó mất tiêu, cũng đi đá vô hết bộ phim luôn. Nhưng mà rạp chiếu phim quyết định không chiếu cho con quỷ này coi luôn, là em tin đi. Không còn một cái cảm hứng mà chiếu phim cho nó luôn đó không? Anh hiểu không? Giống như mà hai vợ chồng mà tới giờ cao trường cái ủa anh đi rước con cho anh, ủa tới giờ mình nấu cơm cho anh vậy không? Chồng cuốn gói thôi mẹ đi rửa tắm rửa đi rước con đi khỏi chơi vậy chơi. Bởi vậy đó. Bởi vậy. Hiểu không? Do đó cũng có đời mới có bức tranh. Ai cho đem điện thoại? Hai cái luôn. Tao trong rạp phim mới cho chứ. Giờ như vậy là không được. Ông nghĩ sao cấm được nghe? Mình nghĩ sao mà cấm được nghe? Rạp phim nó đâu cấm được em đâu anh. Em vô em chốt đơn. Trời ơi, em nói vậy người kế bên người ta ảnh hưởng. Đó, tụi em cũng hôm đó em chọn cái ghế handicap đó anh. Cái mà handicap là con Nga nó ngồi cái handicap vậy nè. Xa xa tại vì người ta phải chừa một cái ghế một chỗ trống để cho handicap nó ngồi. Cái người mà con Nga nó ngồi lên cái ghế là cái người mà dắt cái đẩy cái thằng handicap đi rồi nó ngồi đó. Thì con cát ngồi đâu lần đây xa lắm, cát mà nó còn refill mà nó không ngồi chung với mẹ đâu. Trời ơi, qua bên sớm bên kia nó ngồi. Tôi là tôi lên quận 7 tôi ngồi luôn đó, cũng nói mà tôi nghe cái giọng của nó là bán sầu riêng quận 1 đó anh tin không. Tôi quyết định tôi lên quận 7 tôi ngồi tôi coi phim mà tôi còn nghe nó là chị mấy thùng xin nhân gửi. Ủa chị nhắn đi, bây giờ hôm nay coi phim em không có nói chuyện điện thoại được, nhưng mà nó đã ồn vậy rồi mà anh nghĩ nếu mà nó nói chuyện luôn với khách đi là anh nghĩ nguyên cái đạp nó thế nào. Gặp bà bị điếc nữa, nó nói chuyện lớn lắm. Thì đó. Không mà cái vui nhất anh không? Cái em mắc quá, cái em đi. Em đi cái em hoành vô thấy mọi người tu là em nói ủa nói ủa sao phim hết rồi hả sao vậy. Cái cát nói phim xong rồi mà mẹ. Cái nói ủa sao mẹ coi mẹ sợ quá mẹ không dám coi. Cái cát á đâu có không thấy mẹ nhắn tin không. Mẹ có coi cái gì đâu mà sợ. Tôi coi tôi cũng hiểu sơ sơ nói. Để chung sao là sao hiểu giờ bà nói được cái cuộc cốt truyện của cuộc phim tôi kêu bằng má tôi luôn á. Nó có coi đâu mà biết. Nó có coi đâu biết có kể. Nó có hiểu được sơ sơ thì giờ bà kể đi tôi kêu bằng má tôi. Thì là một cái bộ phim đó là một cái bộ phim nó rất là sợ. Thì chứ bộ phim ma không sợ không lẽ kêu phim tình cảm bà nói đúng không mẹ. Ôi, quay vô một phim ma mà rồi à, phim sợ lắm nhưng mà em coi em không có kịp sợ là tại vì em bận lắm. Tại vì em bận sầu riêng vừa bỏ con này là nó nhắn con kia rồi bắt đầu check em thấy nó vô rồi đó chị em mới nghe là chị rồi cái gì rồi đúng luôn á đi ăn với nó hả trời ơi. Không một tu lỗ bên đây thì biết làm sao mà nó biết được cái phim gì bên đây. Bên đây thì nó mất nghe phone rồi. Tụi ông Nga biết bên này mà. Ông còn lỗ tai lỗ tai miễn có lỗ điếc là mừng rồi. Sao chưa chỉ ngược điếc mà mừng là sao cũng nạn. Anna Leon ơi bây giờ mình đập hộp em. Đập hộp ha. Đập bây giờ em. Thôi ăn hết cây chả ốc đi rồi đập hộp tụi tôi là đang no quá. À, mọi người ơi thì hôm nay á bình thường á là Leon á hay mỉa mai đồ hiệu nghe lắm nên hôm nay Leon quyết định mua một cái vé máy bay bay qua châu Âu mua đồ hiệu. Em đi coi đồ hiệu nè mà chỉ chưa cắt nè. Đây nó nè, nó đâu cái nè. Tôi mới thấy chỉ lọt đây nè, đưa đây. Đó, đồ hiệu nè nó. Anh thấy không? Con Nga lật đật quá nguyên cái tiệm LV mà nó làm mà nó không kịp cắt chỉ luôn đó, anh thấy không? Đó, đó. Đó đây nữa nè. Đó. Ủa nãy giờ tôi tưởng lông nách của nó không đó. Ủa, cắt quá. Trời ơi. Vinh ơi, Vinh qua đây chấn động lắm. Phải không em? Trẻ phòng cho cặp nhau hả? Ủa? Ủa phải không? Ủa chưa đủ mặt hay sao kìa? Được, cái mặt của ta tầm cho chiều qua đây trùng gió vậy? Cái mặt trùng gió. Trời ơi, gì? Phúc hậu, giống Nga nè. Mặt Phúc hậu. Trời ơi, hôm nay qua nhưng mà không có phấn nha. Không có phấn son vậy. Mặt tự nhiên. Mặt tự nhiên đâm. Không phải, nó không có miếng phấn đâu, chả tại gì. Máy bay mới xuống nó cũng đổ bớt rồi.
Vinh, Vinh hay tin gì chưa? Đúng không nha. Leon nó thấy nha, mặc đồ hiệu LV nhiều quá, nó không có thích. Nó nói là nó phải bay qua châu Âu, nó mua cho Nga bộ LV mới luôn. Ôi đã vậy. Nè, uống hồn chưa? Nè, Nguyễn Hồng quẹt ở nhau. Ôi, mua cho tôi đó, tin không? Tin không? Không. Sao tin đi? Thôi nha, bà đọc đi chứ trên đời lắm ai tin cái vụ mà tôi mua đồ cho bà đâu, bà cứ đọc đi. Không tin. Tin đi, ráng tin đi. Bây giờ nè, đó. Trời ơi. À, cái này chắc cái túi rồi. Trời ơi, đây nè, thấy chưa? LV đó. Trời ơi, Nga nó biết đọc luôn đó. Làm vườn nè, thấy không? Hiệu làm vườn nè. Em nó đi chung với bộ đồ bà nó Nga, nhưng mà cái này thiệt. Còn này tôi không biết ở đâu ra thôi. Thôi, Leon nó nè, Leon cứ chê nè nè. Tôi mặc cái đồ này, tôi đeo cái này vô, nó đẹp lắm, cái bộ nó vô nè. Cái đồ nó nón lá nữa, vô lấy cái nón lá nữa. Vô bộ, vô. Vô lắm luôn. Ủa, anh qua nào vậy anh? Anh mới qua. Mới qua luôn á hả? Ừ. Mới vừa qua nó Vinh. Nè, nó vô nè, thấy không? Rồi, nè, bà thấy vô khúc không? Vinh, bà đem nó lên. Trời, nó mới luôn hả Nga? Cái này mà đem lên sát phía chỗ con Vinh đó là nó treo ngay cửa luôn, nó treo cổ chứ không phải nó treo Nga. Ôi, nó cũng đập hộp luôn nè, lột cái bao ni lông, fan cho. Nè. Nói chứ mình làm nhiều tiền quá mình đừng bỏ cái này đi. Ha. Ôi, đây nè, nè. Nè, đập cái này nó mở này nữa nè Vinh. Mày coi mình là người đại gia đi hả? Này cái ví. Cái này là một cái món quà. Món quà vậy sao tặng quà cho bà hay gì? Không thấy, không thấy hai cái hường hả? Không trời. Tao không thấy hai cái hường hả? Đó. Hai cái hường đó. À, em bị comment rồi. nó bị chửi rồi, giờ nó rút lại rồi. Ủa cái này là nhiêu Leon? Cái này bên kia là 2,400 euro, cái này là 500 mấy, 535. Ở bên đây là Út bữa mua cái như vậy là 6 màu đen. Màu đen là của Út nhiêu? 730. Đó. Nhưng mà cái này á hay. Thì bắt quá. Trời ơi Nga ơi, trời ơi, nó đâu có xài đồ hiệu qua đâu. Không có xài. Bởi vậy thôi bỏ đi, đi vô cái xong hỉ mua cho nó cái vỏ 99 cent đi cho nó. Chỗ đẹp quá à. Trời mọi người ơi, Leon mua cho cái túi hiệu đó. À, 2,400. Út con chứ nói cái... rồi, con lấy tiền lại nha Út. Út đừng nó nói vậy là cái trên Facebook người ta bắt con là con không có trả tiền. Ê, không nếu mà Leon ơi mua gì cũng mừng. Không, cái này thì... Bà mua bday cho tôi mà sao bà mở luôn vậy trời. Quên, tôi mở. Cái này là bday của em mà chị Nga chị không có biết mua cái gì. Xong cái chị nói Leon coi chọn cái gì đi, Nga mua cho Leon. Cái thổi Vinh ơi. Mắc kiến. Ép tôi chứ ép, sao đâu mua. Ép xả, mua quà sinh nhật cho em luôn. Tao đâu biết mày tháng mấy đâu. Quên mẹ luôn. Hả? Thôi đưa 500 thì cũng được. Không được thôi Vinh. Lộ lắm Vinh. Thôi. Cài cắm nè. Cái này là cài cắm. Cài vô đó. Đẹp mới ra đó. Đẹp quá. Cái đâu nhiêu? Nhiêu này giờ? Có 500 mấy bên đây là được. Rẻ vậy? Ừ. Thì bây giờ là em sẽ kể cái sự thật phũ phàng cho mọi người. Rồi. Có nghĩa là Leon nó mỉa bộ đồ của em quá. Thì mỉa mai thì mình cũng bị cảm thấy tổn thương. Rồi. Tổn thương bà mà tổn thương bà mua cái trăm bộ trăm kia là nó vừa mà tổn thương. Ê mà sao? Ta tổn thương là ta ngưng liền. Leon sao vụ đó? Bộ quay hình với tôi mặc Dior ho nha. Leon. Vậy chứ mà nhiều người hỏi mấy bộ đồ bộ có bán luôn đi nghe, bà treo trước nhà chứ nhà bà giờ cũng đâu còn chỗ nào đâu, bán luôn đi. Gara sale đi. Thì sau khi mà anh Leon anh mỉa mai em một chục bộ đồ LV của em á là dạng như hàng công nghiệp đó. Dạng gì nó là công nghiệp thật sự chứ hạng gì. Thì em cũng hơi bị quê quá, thì sẵn dịp anh Leon ảnh đi qua bên châu Âu ảnh làm cái gì đó mình không có biết. Thì ảnh cũng nói là ảnh đi vô cái hãng LV châu Âu còn làm gái được nha, Red Door District vẫn còn được nha. Có làm mà có ai đi không? Không thì cứ tùy theo đi, đóng cửa lại tính xa rồi giờ quảng cáo nói xong đi qua cái chỗ nghe thằng LV đẹp quá nè, đẹp quá. Tôi nói ý bà dừng lại, bà quay vô cái túi cho đi, tôi muốn lấy cái túi đó. Cái quay vô thích quá lấy liền, cái thích quá. Leon ơi, mua là phải mua nguyên cái concept, phải có cái bóp vô nữa, hiểu không? Sao muốn cái vali luôn, vali mới ra. Ủa, thấy rồi. Thấy rồi. Có chửi quá trời, cái vali 7,400. Ngưng liền. Ra này luôn nè. Tới vali ngưng liền luôn. Xong cái mua xong. Đại quá Vinh. Cái Leon trả xong đi ông. Ủa bà Nga, bà có nhớ vụ gì không? Bữa bà. Bà nói là sinh nhật của tôi, bà tặng quà tôi. Thì Leon qua đi, rồi về đi, rồi tôi dắt Leon lên gặp Vũ Quang Vinh mua đồ. Vậy mà không chịu nha. Gài 1,2 bắt tôi mua cái mắt kiến LV. Kiến gì vậy? Tặng quà sinh nhật là cái đó của gì thôi hả?
cái này hàng thường hả? Nó không có thường, cái này cũng gọi sắc đó Quỳnh Vinh. Dạ, có này rồi, anh cho em này đi. Không có được, tại vì cái mũi em không có, nghe chỗ đó. Đó, không phải ý anh nói điển xem được. Ủa bây giờ Vinh á, em muốn nó xin gì thì mình cho đó đi. Không được. Trời ơi, em gỡ ra em đưa cho nó rồi. Xin gì cái cho, bởi vì ông bởi vậy cái ông cho miết, bởi vì sao không còn ai mà không có một chế phong hết trơn. Ờ cái đồ dữ lắm. Nói chung là Leon ít mà xin được của Leon lắm, khó lắm. Anh bỏ đi. Nha. Thôi đi được rồi Nga, rồi. À thì rất là cảm ơn Leon đã mua giùm cho Nga cái túi LV. À, bây giờ Nga mặc đồ LV này đi rất hợp đúng không? Không hợp nha. Cái này là bà phải đeo lại cái túi kia. Ê, cái này, ê Nga có cái bộ LV đen chồng. Bà Nga, bà bận cái bà đeo cái túi này, bà bận bộ đồ này thì ta nghĩ bà nguyên kênh xếp giả luôn đó. Không có được chứ không. Bà bận dồn thường chứ tôi mà đeo cái túi này thì người ta mới nghĩ là tôi đi đen. Đây nè, ghé đại hàng mua cho nó là dép luôn nha. Trời ơi. Dép thì 4 đồng. Một tháng bỏ rồi đôi. Khỏi phải giặt, hiểu không? À thì rất là cảm ơn anh Leon đã mua giùm cho em và cài cắm em mua cái mắt kiến mà lòng không có vui. Tính lên sát phíp mua đồ cho nó rẻ 300 thôi. Sát phíp mua đồ rẻ. Không có rẻ nha. Ờ chị Nga chị VM cho em. Ừ chị có số VM em đúng rồi. Ừ để em coi em chưa. Chưa nhận được tiền nha. Nè, nói chưa Venmo, hàng chưa giao bắt em Venmo liền 3.740 mấy đồng cho Leon. Lời 6 đồng. Mà Leon còn lời được ít tiền nha, mà bây giờ cái tiền phần trăm mười mấy phần trăm lấy lại em chưa được nhận. Chưa được nhận luôn. Ủa mà tôi lời gì trong đây mà nói? Thì lời 6 đồng đó. Đó thì lời 6 đồng. Ồ, thì trời ơi. Là... Ê mà đi tiền taxi 29 euro mỗi một trận. Fan chở còn Leon. Không. Nói chung là như vậy. Từ ra trở đi tôi mà có đi Pháp, đi Úc, đi Bỉ, đi Barcelona, đi Amsterdam đây anh không có coi thì lấy hiện ra cho tôi đó. Tôi sẽ không bao giờ mua đồ giùm cho ai. Trời ơi giống như vậy. Vô khúc luôn đi. Trời ơi bà ra đường bà bị bắt tôi con bà đó. Ủa sao vậy? Thế này nha. Dạ giống như bà kiểu là cái quỷ ma lẫn lộn á. Vàng đau lẫn lộn. Vàng quỷ ma hả? Không. Trời ơi đẹp không? Trời ơi. Có chuẩn hồi Vinh không? Có cái bồi nè LV đồng tiền mà nó gắn thì nó ừ nó rối vậy. Ê Vinh vô thử coi Vinh vô mặt thử. Chị lấy mấy thùng bưởi chị. Gieo chưa? Gieo chưa? 279 2798 2798 chị giao chưa giao rồi giao em kêu bác sĩ làm liền chờ có chút xíu 10 phút chưa tới liền. Ê cái này giống tôi thiệt cái bộ không y luôn. Trời ghê quá. Không được rồi. Là khách tới mua hàng đó. Vinh ra phục vụ đi con. À Vinh sẵn ra phục vụ luôn đi Vinh. Vinh mặc ra đi Vinh. Bưởi hả chị? Rõ ràng. Mấy thùng? Một thùng. Là vợ chồng nó trốn rồi nó lấy bộ đồ với Nga nó đi về luôn rồi. Ốc khái quá mà. Nó về nó chơi banh đũa, bộ đồ nó chơi banh đũa là hết sảy luôn. Ờ anh Vinh ơi, anh sau khi anh bán bưởi nó làm sao? Dạ nóng. Rất là hạnh phúc khi được mặc bộ đồ LV. Thôi bây giờ mới cảm giác được Nga nha. Nga đó. Mà đừng có khung xuống nha, rách quần đó. Chập đó không? Vừa. Trời ơi, cái túi đáng giá đồng tiền quá, nó da nó mềm. Vậy đó. Trời ơi, thích dễ sợ. Cái này là không là học mình không được bỏ nước vô hả Leon? Cái gì mà ướt là về Nga phải. Tại vì cái con nhỏ nó bán đó, nó cái này là da thiệt. Nó cần phải thở. Mình mà bỏ bọc ni lông hay mình cất là nó bị hư liền. Ồ, nó bị... Hiểu không? Ờ, nhiều người đừng có bỏ vô cái hộp của nó. Trời bỏ vô cái dirt bag á rồi mình. Tôi thấy Lý Nhã Kỳ á, nó mua túi hiệu mà nó cất bọc ni lông không á. Cái này nè. Cái này nè anh. Nếu mà anh bị ướt á là nó dính vô cái đây là hư luôn. Nhớ thường thường có nhiều tiệm nó nhiều cái giỏ mà người Việt mình không có để ý á, nó dính vậy nè. Cái nó chừng gỡ ra là rách luôn. Hiểu không? Do đó người ta nói cái này nếu mà là da thiệt là mình phải cho nó thở, chỉ để trên cái dirt bag, cái giỏ, cái túi cái túi vải của nó đó, cái túi túi cashmere gì đó. Còn bỏ vô hộp, nó con nhỏ đó nó recommend luôn mà. Ê, hey, order cho tôi ly caramel cappuccino đi. Anh matcha. Cappuccino. Vinh uống gì Vinh? Chào bác cơ hả? Ừ. Nè. Leon uống gì? Ờ tao biết của mày rồi, cái kiểu Việt Nam đó phải không? Đúng rồi. Nè. Cà phê muối phải không? Đúng rồi. Muối. Có cái cà phê muối của Starbucks cũng ngon lắm á. Thôi, anh cũng có cái công thức mà. Nữa hả? Làm như ba anh là có cái tiệm cà phê Starbucks vậy, có công thức của anh rồi phải biết. Nè, hấp lại nè, nóng luôn nè. Để xíu nha. Kìa ăn đi kìa.
anh có lo đơ là Út không có vui đâu đó. Út ăn là phải tập trung vô, tập trung ăn của bả xong phải đánh giá liền. Không phải sợ nó bị nở. Thì em biết mà chị Út. Ông để ông tiểu đường thấy mụ nội ông luôn. Cái này sẽ phân gì? Uống cái gì mà uống sáu phần dữ vậy bà nội? Bà bao nhiêu cái bao nhiêu triple? Bao nhiêu cái? Cái gì thay? Đây là ngồi tiền ăn không? Tới sáu phần. Chuẩn bị bán nữa hả? Bán luôn. Rồi rồi. Trả ốc rồi luôn, bán luôn. Hả? Đúng rồi. Ngon quá. Sweet cream. Rồi gì nữa? Cold foam. Cold foam. And cinnamon powder. Cinnamon powder nữa. Trời thấy chứ? Thấy. Có thấy chưa? Cái phòng nó tiếng Anh sợ chưa? Hú hồn chưa? Ăn cái chả ốc này cũng ngon. Giờ anh muốn là gì? Cinnamon nữa. Chả ốc còn có 2 cho 3 cây Leon mấy hàng cây. Cinnamon chắc chế phòng quá. Chế ư. Nhỏ nhỏ hơn cho ông nè. Cold foam and cinnamon powder nữa má. Yes. Trời ơi, mới ăn cái gì mà giống như lấy nguyên cái Starbucks cho nó. Nó 5 đồng mấy à? Năm mấy nghèo. Ngon phải không? Mắc cái eo nữa. Chả ốc ngon ha. Rồi xong chưa? Hồi sáng tưởng hết. Hơn quá, okay. Có 3 cây đó. Còn oat meal nữa hả? Oat meal để làm cái gì? Của người ta, oat meal có lớp. Ủa anh uống cái gì mà công thức dài dòng vậy không? Trời ơi, ly này cực kỳ. Trời ơi, cho em ly chan anh coi. Ngon lắm. Trời cái gì vậy? Ê gì cho tôi ly chan. Ủa là cái giống gì vậy? Đem về đi biết. Em uống giống của em nha. Tại em không uống oat meal được. Tao cũng đâu uống nước mía. Ủa cái gì lạ vậy? To đơ gì lạ lùng vậy bà Phong? Trời ơi. Thôi để từ từ để em bắt đầu em làm em hoàn hồn lại với cái gì của anh ta. Em ăn ở đây nghe cay lắm đó. Em ăn nãy giờ. Trời. Cái ớt cay nhất thế giới đó. Là cay đó. Nhưng ăn được đó. Ừ, em ăn được còn cay quá. Hay vậy. Leon thì chưa ăn được hết rồi. Nói. Ủa cháu ăn liền hết luôn cay nữa hả lẹ vậy? Mới là last vậy hả? Houston. Nóng không Vinh? Nóng. Ủa chứ không có lạnh hả? Nóng là đêm lạnh. Đêm lạnh đúng không? Buổi sáng em ăn luôn. Buổi sáng 90 mấy độ, buổi tối xuống còn 3 mấy độ. Dễ sợ. Ừ. Bởi vậy. Bệnh hết trơn. Thì đó, hôm qua đây bão nè, Vinh điên cái ở đây buồn quá bão luôn đó. À Leon, à Nga là Nga cancel caramel cappuccino. Rồi, em hiểu tiếng Anh của chị rồi chị Nga. Đừng có nói nữa chị Nga. Trời ơi, anh thấy nó nói chuyện không? Nó nói mà nó order mà tôi chóng mặt luôn đó. Caramel cappuccino cancel. I want new and new cái kiểu của chế phong. ngon nha. Nhưng mà cuối cùng nó là cái gì? Cà phê cái gì? Nó là giống như cocktail vậy. Nó hầm bà lằng vô mà nó rất chết ngon. Mẹ. Chết là sao anh đừng cái gì cũng hầm bà lằng chân vậy? Cái gu, cái gu không? Cái gu vậy đó hả? Cái gu anh hầm bà lằng vậy đó hả? Cái gu ăn kỳ lắm. Ừ. Anh thấy không? Vậy đủ hầm bà lằng. Nhưng mà cái này anh uống từ đâu? Ai cho anh công thức này? Cái rồi anh ăn tạp lắm. Trong anh thường thường à. Có gì ăn đâu không? Chứ không ăn tạp. Không ăn tạp. Ơi, mà làm sao tôi cancel order ổng rồi, thấy nhiều tiền quá tôi quản hồn. Em làm lại, em xin lỗi anh. Trời ơi, Leon tôi mới gieo cho Leon Venmo 3.750 đồng đó Leon. Là 6 đồng hả? Tôi Venmo trước khi hàng giao luôn Leon thấy không? Chị không có, em bưng đồ cho chị là em bưng từ bên kia về ha. Nếu mà chị không gieo là tuần sau credit card nó tính tiền lời chị trả thêm mụ nội chị ha. Này anh nha. Không. Vậy là cái chầu này có duyên mà. Cái phòng có duyên chứ. Ai nói em không duyên, chỉ đẹp không đẹp thôi chứ duyên là duyên rồi đó. Em đúng mình sẽ chỉ đẹp đâu anh không hiểu ý em gì chưa mà. Duyên quá thì duyên luôn. Trời em, duyên chứ. Đẹp duyên lắm. Tưởng tượng không? Bà Út đó. Ở gì? Mỗi lần bà đi về là lúc nào trong đầu cũng nhớ nấu đồ ăn cho chế Phong trước mới tới tụi mình. Hai mấy cái espresso. 3. Rồi, quay mocha mấy cái. 2. Rồi gì nữa? Nè. Rồi order đã uống rồi đó mà cả tiếng ngồi chưa xong luôn. Có salted foam nữa hả? Ừ, mà phải 4 túi muối nha. Nhà nó có cả ký kìa. Bốn túi nó trộn trong cái form mới ngon. Sao biết được ta? Ủa muối hả? Phải dặn nó cho trộn 4 muối luôn hả? Ghê vậy. Mấy đứa này bị tiểu đường chết luôn á. Lên máu chết luôn á. Sao tiểu đường có muối rồi, tiểu đường. Mày cái sốt. Muối cũng tiểu đường nha, mặn cũng lên đường nha. Trời vậy. Salted form. Lấy ghi nhiều quá. Chưa nhiều quá tự nhiên cái mặt học ạ. Ê cái dây đó để cho Leon nó đem nó lấy nó cột cái gì tới giờ dạ đó. Dạ không.
Leon rất là thích những cái dây này. Đúng cái thời rồi. Gian mà làm khẩu trang á. À. Lên rồi sao? Đính vô. Quá trời luôn. Biết làm luôn. Mày vô. Mày bán 100 đồng cái luôn. Quýt làm như cả bình hiệp vậy. Lâu ngày có ăn bún Út thấy ngon không? Hãy đơn giản như vụ Quang Vinh. Ờ, Quang Vinh thì đơn giản đó mọi người. Chỉ có ra đường dặm phấn chút thôi chứ cái gì cũng đơn giản. Út nói, hôm nay con không đâu có dặm phấn đâu. Ừ, Vinh không bao giờ dặm phấn nha. Mới bay về. Mới bay về tới nơi tới thì luôn đó. Là tấp vô đây liền luôn đó phải không? Vô liền luôn đó. Tự nhiên có chỗ để ăn uống đỡ lắm chứ bộ. Khỏe luôn á. Cái cà phê lúc nãy là cà phê gì Leon? Phê gì mà bà chết ông không biết ai bài cho bà cái ly cà phê mà thấy gớm. Sao vậy? Cà phê đó làm sao Leon? 3 shot cà phê mà 6 shot đường uống xong tiểu đường lên tới núi Bà Đen luôn. Nhưng mà cái cà phê đó là dành cho giới tính uống. Cỡ như chế phong đó, cái kiểu mà cái gì anh cũng đụng được á. Vậy hả? Ừ. Vinh order có một ly cà phê thôi Vinh, 8 tháng trời rồi. Em mới cầm cái máy quá. Giận. Không order đi Vinh nghe trả tiền hết cưng. Đâu rồi, muốn ép cái 4 cái bịch muối nè. Nữa hả? Xin cho. Không, nó phải vô cái nó phải, nó phải pha luôn mà chứ. Vô custom coi. Đây này đang cầm custom. Còn không á, bây giờ mình mua về đó. Vinh cold foam có rồi. Sao tới caramel, không có caramel. Trời, có ly cà phê đó mà sấm sụm lại luôn. Bởi vì Việt Nam uống cà phê thực cực lắm Út. Nè, chờ chút nè. Mẹ nó soft caramel cream foam được không? Nếu mà mua mà không đủ muối về bà Út banh em 4 muỗng muối cà phê vô cho. Không, bà đừng, nếu mà không đủ muối tao sẽ hát bài Biển Mặn Trần Thiên Thanh, tôi gửi tặng cho mày luôn. Bị phạt bản quyền nữa. Đâu, không sao, anh được cái bài Biển Mặn mà. Tao chỉ hát cái khúc nào mà mặn nhất cho mày thôi. Cái khúc nào mà thiếu mặn. Thiếu mặn thì tao hát. Là đứng hát cho nó vô. Kỳ vậy. Em phải ra order ngoài store. Mày phải xin muối. Ủa rồi ai đi? Để em tìm cho ra con Leon đi chứ. Ờ cứ tìm đi cưng, rồi đến chiều cái Starbucks nó đóng cửa. Thôi vậy đi, thôi vậy đi, thôi vậy cũng được. Áp đi. Cực quá à, được mời. Ủa, tại sao không để Leon điện lên rồi mình đọc cho nó luôn cái link của em? Dạ em make mistake em mới gọi chị. Còn này người ta bắt order trên mạng cho nó tiện rồi. Trời ơi cũng 5 đồng 40 cent chứ đâu phải vừa. Ủa tôi trả tiền mà Leon. Ủa trả tiền chưa? Chưa. Rồi trả tiền đi mấy. Thì mua về đi rồi trả. Phong anh lấy xe anh hả Phong? Đi xe anh không? Ủa hai người đi nhau hả? Ừ trời ơi. Chỉ có đàn ông với đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Chứ bà nhìn bà đi nghe. Bây giờ hai người cứ đi về nhà mà nó thanh tịnh lắm. Vinh ăn đi. Nãy giờ tội nghiệp Vinh quá ăn mà không có ngon miệng gì trơn rồi. Bị quỷ Leon nó hành quá. Ôi mới vừa ăn cái là về rồi nè. Đâu? Cái nước của tôi đâu? Cái ly này của em hả? Ngon không? Chắc không? Cô uống vô đi cô biết. Không ngon đi là biết cái cảnh nha hả? Tán lại rớt hàm răng thiệt. Ê nhưng mà tụi này nó làm sai là cái nắp sai rồi. Cái nắp không phải nắp này. Cho cái nắp nào? Rồi chú sẽ gửi hình góc. Cái nắp đâu quan trọng. Không cái nắp mà. Không ý anh nói. À tại vì cái này anh bỏ cái whipped cream lên á thì nó phải phồng lên. Không nó là gì? Tại vì nó phải có cái nắp để mình uống, còn này hút nó không ngon. Đãi không chịu lên, phút hết order. Không chạy lên luôn cho Sa có Plaza order luôn đi cho vừa lòng. Uống ly cà phê. Không tại anh đây uống ở đó anh quen. Uống ly cà phê mà cái con nhỏ nó làm được cà phê. Bà phải uống từ từ, bà phải uống từ trên xuống nè. Đầu tiên là bà phải hết cái bột. Thôi mà. Thôi ơi. Cái này là tao phải trộn lên. Không trộn. Đúng rồi. Bà đứng đúng cao lên cứ mỗi lần bà nó phải xuống từ từ nó tại tôi lùn quá nó đó đứng cao lên đó leo lên cái ghế đó, luôn đứng trên cái bàn luôn đúng rồi nhúng xuống mày nặng lắm mày ơi chịu xuống thay cái đất xuống ngon lắm Leon ngon lắm mà em đòi bao nhiêu mày phải lắc đều lên không. Uống thử rồi Leon, ngon lắm Leon. Anh nói thiệt nha, cái này mà có vẻ uống ngon lắm. Ngon lắm. Em muốn thử rồi. Vậy uống này là Vinh, uống cho anh nè. Nói chung là em phải chống đít từ trên xuống dưới luôn. Phải. Uống đi. Nè, bây giờ tôi thử lại cái ly này lần nữa nè. Cái ly này của chế Phong nè. Vậy đem gì cho vậy chị? À dạ. Đem gì? Hộp đều. Hộp sâu xuống rồi nó mới pha trộn hết. Rồi hai đứa giống như hai con chó trong. Mình uống chỗ này biết tôi nhớ đến nhà bà Silverlust uống rượu cần quá. Ngon. Không có ngon nha. Mà. Lát nữa anh gửi liền cái công thức cho em đi. Bà có biết order đâu mà gửi công thức. Ủa giờ bà có chồng làm trong Starbucks nó cũng làm không được cho bà. Đi ra đưa cho người ta nhìn vậy ta làm à. Đưa công thức nè.
lúc tôi đi mua cà phê cho con cát là con không, cát nó để tôi tôi tin không? Cô rồi thì tôi đã từng chứng kiến tôi đi vô trả đồ ở trong Costco là tôi hiểu cô cỡ nào rồi không biết bồ nè có còn nhận ghê thiệt siêu thiệt mà em nói sao mà nó biết em trả đồ hay vậy em nói I want return please thôi rồi xong ghê. Em đưa đồ rồi xong rồi em đi mua cà phê là con cát nó sững sờ với cái vụ em order hoài bộ đúng rồi con nhỏ làm nó còn sững sờ huống chi con bà đẻ mẹ nguyên cái dòng họ đây mà còn sững sờ với bà nữa mà thì bởi vậy con mấy má của Nga sắp qua Mỹ mà nghe cái tình hình con Nga đang bị rối rằng bà bỏ vé bà không đi qua luôn mà biết rồi hả mà bà cũng phải hàng dừa đó mà bà còn từ chối đi Mỹ nữa đó không mà ngon liền không ngon phải không tính tiền trời ơi tính tiền liền đó đi không 6 lần 3 21 đồng 21 đồng luôn giờ tôi trả 20 nghe chưa 6 lần 3 21 mày vậy mà cũng nó cũng trộn nghe bèo quá nghe anh đi buôn bán tôi 6 lần 3 21 mà cô cũng vậy hả ai biết gì mà tính 20 chứ lời được 2 đồng nữa 2 đồng là tiền mà ông Chế Phong ông Hà Tiện ông chạy xe ông không bật máy lạnh ông quay cửa sổ gió muốn bay đầu tóc mượn ủa có hả Leon mùa này làm gì ai mà mở máy lạnh mùa này ta đi chớ trời ơi gió sa ta nó bay ra mà lông nheo giả ha nó còn bụp trên nè ủa thiệt hả dạ anh không có mở ủa sáng này Leon gắn lông nheo vô đồ tôi thấy vợ ổng đó tôi thấy ông chở nhỏ mà nhỏ vậy nè không mất kìa lông nheo giả nó quýnh vô mặt bụp vậy gần đến tết rồi cái này từ năm ngoái bỏ đi bà nghe hết rồi không cái hột dưa nó mới rẻ nhưng mà nghe nó cái bàn này của nó là không ai đụng tới do đó cứ để tại tôi thèm hột dưa cũng bò thôi chứ ai kêu nghe cái bàn này của Nga là đến đó là bất di sản nha cái này là gia tài bất di bất di bất di đến chết là bỏ chung vô cái hòm xuống dưới luôn nè phong thủy của nó không được đốt luôn đó đó là phong thủy bao nhiêu hai tháng người ta liệm với quần áo con Nga liệm với cái đống này nè phong thủy đó mà em xin lỗi không biết cái CD này có liệm hay không hay là lấy lại nha CD của chị Như là bỏ lại hay là đem đi cho bà luôn tôi để nghe chứ xuống dưới đây không, còn, phải xuống dưới nó còn giả như quỳnh nữa ngon quá không thấy không nè nó sò nó xà vô nó ăn đồ quá hạn rồi bắt đầu nó không lên không hạt dưa không có hết hạn không có hạn đâu Vinh còn có hũ đó thôi đó cái chất dưỡng của hạt dưa đó Vinh nó hơi thôi tao đâu biết ăn mấy cái đó Vinh anh là không có hạt không hạt dưa hòn có thể ăn được 1-2 cái chứ hạt là nó ăn rồi gì vậy chị hạt dưa tôi lúc mới tới đây rồi tôi không ăn được cái này tôi luôn ủa trời ơi nha anh xin lỗi anh nuốt cái đây nè mà nó ối ngược trời ơi bé giặt khúc nạn thì chứ mày sướng không nè để cho nè tặng cho mỗi đứa hữu á cái này là gì chị hột điều hay là hạt điều hột điều bà cho để ăn đó em nghe Leon nó nói chưa em nghe hạt nó không ăn được không ăn hộp ừ hòn thì em đã ăn 1-2 cái được chứ hạt thì nhiều quá ăn không nổi hòn có khi ngày ăn cả chục chứ có thằng nào mà có hơn 2 hòn không Vinh à Vinh cái đó là bị quỷ ma nhập rồi đó Vinh nếu mà nó có 2-3 trở lên là mình phải suy nghĩ lại á một là mình phải đi khám mắt em đi về Việt Nam đi em về cái vùng Kiên Giang là có 3 hòn hả có vùng đất 3 hòn hòn đó là hòn lăng bộ hòn nghe đá không chứ không ông chú nó có 3 hòn bạn luôn. Anh là người đàn ông 3 hòn là sao là người đàn ông nó ở cái đất 3 hòn kêu là 3 hòn mà làm hết hồn làm tôi tưởng ông nó có 3 hòn tôi nghĩ nếu mà giờ nó có 3 hòn cũng được dư nó dư giống như giờ người đàn bà mà có 3 cái nó cũng dư 2 đứa con bú có 2 cái còn 1 cái để làm gì rồi tức sữa thêm để làm gì nào? Có người ta cũng sinh 3 vậy sinh 3 lẽ giờ 3 đứa bú 3 cái luôn hả cũng quen anh chưa thấy có người thú vật làm được ông nội ơi ủa con heo nó còn 8 cái đó đó là con heo ủa nó cũng là mà tôi nghĩ con gì đưa cho ông 8-9 cái ông cũng vui hết á chứ không ông là ông là cái gì mà miễn có dư là ông vui rồi đó giống như cái này cũng phải xin thêm ông mới vui nè dạ đồng xin thêm cái này công thức của người ta như vậy không cái công thức là ngon á dạ anh không có ha cái này là công thức Việt Nam tự chế chứ tôi mà muốn thấy bà nội luôn trong cái app là phải custom made chị giờ đây ngồi chị đứng thẳng hồi chị bỏ chị về chị thấy cái đội hình rối quá chị đi về luôn đó nghe
cũng đọc được chứ, chế Phong đọc tiếng Anh giỏi. Nói phải khen với tụi hồi chế Phong làm răng nó thấy người nó mảnh mai, nó má cao được miệng hết giống như mà ta tả Thiết Kiều đó. Làm răng người ta đi clean răng mà cứ làm răng. Leon có biết không? Sao bố không được vô kể cho tôi làm hai hàng luôn mà. Leon có biết không? Cái vía tôi ngộ lắm. Ở Việt Nam nhà tôi là mở mắt ra là sáng là 3D vô nhà một rừng. Mà ai mà trai thẳng nha, vô nhà em thời gian là bóng hết luôn. Hàng chi? Thôi đi về, tôi là đang thẳng đó, tôi đi về. Bye bye nha, chứ tôi là... Đứng lại! Vô gì? Em không có ở được một thời gian, em là... Trời ơi, ăn xong đi về. Thiệt á, đây là những người đàn ông thẳng của Bonsa nha, ăn xong vô trách nhiệm, không đi có trả trách nhiệm, đi về nha. Tôi chưa có ăn mẹ vậy cho nhưng nghe nha. Mẹ ai lấy ra ngoài vậy? Hồi sáng nó sụp á, bây giờ anh phải chống lên. Không. Đây nè. Hồi sáng nó sụp thấy thường luôn. Đây nè, đây. Ừ. Nhưng mà một bên anh nổi không? Ờ được. Cái đó dễ mà, easy mà Phong. Hôm qua là nó sụp nguyên cái lều này nằm đó, xuống luôn á. Đó vậy nè. Ủa người ta vậy mà. Trời ơi, hôm qua đó gió nó phập. À đây. Cái này á. Ờ đứt hết rồi nè. Rồi đó, đứt hết nè. Cái này cũng sụp luôn nè Phong. Đây nó còn có cây đâu. Đây nè, ai biết đâu nè. Thì giờ gắn vô thôi. Đâu. Vô một thằng. Rồi đó, đây nữa nè Phong. Đây. Thấy cái này mà tôi còn được chứ cô lên cô làm được không? Sao tới được nha. Ủa sao kỳ vậy? Wow. Có cái thằng không? Không, bà leo lên cái bàn luôn đi Phong. Sập. Không, đó anh đứng gì đó. Được mà, đâu sao đâu. Bàn nó sao sập được. Cái bàn đó của bà Hồ Ngọc Hà chắc cứng. Thấy không? Cuối cùng chế Phong làm xong rồi, tối nay nó có bị gì lại thì mai anh qua làm lại thôi để có cái clip khác, hiểu không? Lạ lùng gì Phong. Ôi, làm đêm... sao mà nó xuống tới được hay vậy ta? Ủa nó văng ra hô, đêm qua là nó sập luôn cái lều luôn đó. Hôm qua cái lều nó sập xuống luôn mà. Bà Út, bà nói đừng có ra làm, kệ nó, để nó đi. Vậy là xong rồi đó. Xong rồi đó. Bọc phải vô Phong. Không được, phải lấy nó ra ngoài. Ngoài gì hả, nó bọc ngang không được à? Không. Không, anh chọt cái ống nhựa vô. Ủa xong rồi đó hả? Không. Anh thấy không, qua nhà em đâu có việc gì làm nhiều đâu. Đơn giản. Anh, coi cái cây này nó lên đẹp dễ sợ Phong. Bữa hôm nó chích ngắt rồi đó. Nó lên đẹp không? Xum xuê luôn, thấy cưng không? Trời rất là đẹp luôn ha. Ủa dùng cái tóc rồi đăng. Còn bắt cái tiền. Cái này là cây... Cái tiền. Cây kim ngân. Cây kim ngân nè. Còn này là cây... Tỉa lên đi nha. Hỏi tỉa chi? Ta mới tỉa cha nội. Đừng có tỉa nữa. Đẹp rồi. Cái này là cành dư. Bây giờ vậy nè. Tôi chỉ cô cho. Kiếm cái sợi dây đồng rồi tôi uống là đẹp nè. Uống là bonsai nè nha. Hiểu không? Không? Vậy nè, hiểu chưa? Phải đây không? Là nghề của tôi nghe. Vậy tôi đưa cho ông làm nha. Đưa đây, đưa mấy cái sợi dây đồng, nhớ đi ra ngoài tiệm đó, mua cái sợi. Có, dạ, một đống đây. Đưa đây, làm liền cho coi. Tội nghiệp chế Phong, hôm qua ăn xong rồi phải ở lại làm việc thứ mụ nội luôn. Đâu ai sướng như Leon với Vũ Hoàng Vinh, anh thấy không? Qua ăn xong trốn hết mất tiêu luôn quý vị. Đẹp không? Trời ơi. Nó ra hình gì vậy Phong? Đồ cắt hết trơn của tôi vậy cha nội. Nó uống nó cái gì đó. Để anh em thấy lá nhiều. Cái này cái chừng 2-3 tháng là đẹp lắm. Anh ra chữ gì vậy? Em chưa biết là nó đang ra cái chữ gì luôn á Phong. Nó lạ quá. Rồi, phát hiện chế Phong cũng có tài làm cây bonsai mà. Gị đầu này đầu kia vậy hả? Cho nó tạo dáng hả? Ừ. Bao nhiêu lâu thì mới được tháo ra? Còn 5. Hử? Năm sao là đẹp á. Cái này giống như niềng răng á. Còn gì nữa? Ừ. Đó, thấy không? Ừ. Mình phải giữ nó xuống vậy đó. Nói chung là chúng ta kết thúc clip này đi quý vị. Chương trình nó dài quá rồi. Cảm ơn anh Chế Phong qua đây ăn trực nhưng mà đã có công ăn việc làm. Và nói chung là lần nào tôi qua đây tôi cũng bị nó bóc lột sức lao động. Tôi không có bóc lột nha. Tại vì ông sao qua bóc hai thằng kia, hai ông... con kia. Anh qua đúng lúc thôi chứ em đâu có biết anh qua lúc nào. Tự động ông giác cái xác ông qua chứ tôi đâu có mời đâu. À. Ông đánh hơi đấy. Thế bà Út nấu ăn, bà Út có cháo cho anh không?
Facebook có báo giao đâu mà sao anh biết? Tôi chỉ cần coi tin nhắn của cô ngày hôm qua là cô đừng có nói quang. Không, tôi quang là tôi không có mời đó. Tự động nha. 10 giờ 7 phút đêm qua. Rồi khi nào anh về lại Cali dạ? Tôi mới trả lời cô là mai anh qua em, sáng mai qua liền. Cô còn nàng đó. Đây 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 đây. Nàng nghe nghe nè. Nguyên văn. Ông này ông canh mà Út về sao? Sáng mai Út nấu bún cá đó. Lên qua là đúng luôn rồi đó. Có phải Leon qua. Qua đập hộp túi MV em cho Leon nó bình luận. Thấy chưa? Trời ơi, quan ức đâu mà quan ức dữ vậy? Ầm luôn. À thôi, tình hình là kết thúc clip nha mọi người. Em bye bye. À, kết thúc lần thứ 1009. À, bye bye.